Thưa quý vị và các bạn, hiện nay thì tôi đang đứng ở đầu đường quốc lộ 5 đấy ạ, cái đoạn cầu Thanh Trì. Cũng do Covid cho nên là đi lại nó rất là khó khăn, cản trở cái việc mua bán xe. Khách ở tỉnh thì không vào Hà Nội được, còn anh em ở Hà Nội thì lại ra ngoài rất là khó khăn, cho nên là cái việc mua bán nó sẽ khó giao dịch hơn. Hôm nay thì tôi đem chiếc xe bán tải Ford Ranger Wildtrak XLS 2016 số tự động này, tôi đem ra đầu đường 5 để đón một anh ở Hải Phòng. Anh ở Hải Phòng lên mua chiếc xe Ford Ranger này ạ. Do anh không vào được Hà Nội cho nên là chúng tôi hẹn giao dịch ở ngoài đường, đầu đường quốc lộ 5 đây ạ. Anh đi nhờ một chiếc xe tải từ dưới Hải Phòng để lên đến đầu quốc lộ 5 này, còn tôi đánh xe ra đây để giao cho anh ạ. Cái việc mua bán nó cũng phần lớn nó cũng bị ảnh hưởng bởi dịch Covid, nhưng mà chúng ta đều phải khắc phục thôi. Vừa rồi tôi bán rất nhiều xe nhưng mà khách ở tỉnh thì chúng tôi có thể không đi lại, và tôi sẽ nhờ xe cứu hộ chở tận nơi cho khách ạ. Vậy khó khăn thôi nhưng mà vẫn giao dịch được. Cho nên là quý vị và các bạn nào ở tỉnh, nếu muốn mua xe ô tô mà không vào được Hà Nội thì cũng hãy liên hệ với chúng tôi. Chúng tôi sẽ tìm mọi cách để chúng ta giao dịch được chiếc xe ô tô ạ. Một là quý vị và các bạn có thể đến những cái điểm kiểm soát giáp biên giữa Hà Nội và tỉnh ngoài. Hai là tôi sẽ cho xe cứu hộ chở tận nhà cho quý vị và các bạn ạ. Đấy. Vậy nếu như quý vị và các bạn nào mà đang quan tâm đến những chiếc xe ô tô cũ thì hãy liên hệ theo số hotline của ô tô 360 chúng tôi là 0905 608 883 để được chúng tôi tư vấn ạ. Cảm ơn quý vị và các bạn rất là nhiều. Bật đèn lên anh. Vâng. Đèn sáng thế này nhé. Đèn sáng đấy. Con này đèn nó đã lắp thêm đèn bóng led siêu sáng đấy, đi sáng cực luôn này. Vâng. Dạ vâng, anh đi nhá. Đủ hết đồ rồi, cả đầu Android rồi đấy. Anh mà điện thoại anh mà có wifi anh phát lên kết nối bên kia là nghe nhạc trên YouTube thoải mái. Đủ hết.